Chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với cả clip tiếp theo của Kawin game bài đổi thưởng anh em nhé. Hôm nay tiếp tục thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em bắt cầu tài xỉu ở cái con gọi là 68 này và những cái lỗi thường gặp ấy để cho anh em có thể khắc phục. Hôm qua thì là mình đã hướng dẫn cho anh em ở cái tài xỉu gọi là 10-5 rồi đúng không? Và quay trở lại ngày hôm nay thì chắc chắn thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em với cái tài xỉu thông thường này và chúng ta sẽ đi theo với con xí ngầu 2, xí ngầu 3 anh em nhé. Và đây chúng ta sẽ gặp luôn đây này. Bây giờ chúng ta sẽ có một con 5 cộng 16 thì chúng ta sẽ bằng 11, ok chưa? Thì bây giờ anh em sẽ thử xem là cái con 11 này thì xem nó sẽ chạy như nào thôi. Đây là hôm nay tôi sẽ lại đổi con màu vàng này, 11 này, 5 cộng 6, được chưa? Bằng 11, thế thôi. Và bây giờ anh em sẽ thử xem hai con xí ngầu này nó sẽ đi như nào. Thật ra ấy, ở trong những cái game bài đổi thưởng ấy, con nào cũng gọi là tài xỉu, nhưng chúng ta sẽ biết cách xem là cái con xí ngầu 2, xí ngầu 3 là chạy như nào hay không. Nhưng đối với cái tài xỉu thông thường này, ở bên con game này thì nó không có cái gọi là điểm tay hay điểm phiên gì ở cái con tài xỉu thông thường này. Thì chúng ta sẽ phải dùng cái cách công dụng, đó chính là về cái cách gọi là lấy cái điểm tay cộng điểm phiên thôi, có phải không? Công việc gì là phải ngao ngán hết cả anh em ạ. Trước mắt 4 ngày của tôi ngày hôm nay nó rơi vào tầm khoảng 23.9 triệu, mình cứ cho nên là 24 triệu đi. Thử xem thì nó sẽ chạy như nào và ngày nay thì có liệu có gọi là ăn được hay không, đúng không? Thôi, cứ thế có một con 11 đã này. Ok, chúng ta sẽ có lẻ nó sẽ đi tài và con chẵn này thì chắc chắn thì chúng ta sẽ phải nằm lại ở xỉu rồi đấy, đúng không? Con chẵn này chắc chắn thì chúng ta sẽ phải nằm xỉu rồi, còn cái vẹo gì nữa đâu, đúng không ạ? Cứ thế mà gọi là quất thôi. Trước tiên cứ để xem nó sẽ chạy như nào đã. Thôi cứ thế mà gọi là qua đi xỉu đi. Con này chúng ta sẽ vào tổng khoảng là 3-4 củ đi. 9. Đang định đi thêm 996.000 thôi anh em ạ. Đi tầm khoảng 4 triệu một thôi. Cảm giác mà số tiền nó to quá ấy. Có 24 triệu mà đi tầm khoảng là vài tay như này có khi oẳng hết. Nên là cứ phải gọi là bình tĩnh mà đi. Cây cũ ngày hôm nay nó rơi vào tầm khoảng 2 tỏi rưỡi rồi đấy. Khiếp thật. Hôm qua thì chúng ta đã bắt ở bên đó là cũng bắt về cái con gọi là con xí ngầu 3 cộng điểm phiên cuối đúng không? Ở đâu lấy điểm tay cộng điểm phiên ở bên tài xỉu 15. Nhưng mà hôm nay thì quay trở lại con game này, con quay trở lại về cái trường hợp này. Đây này, gặp luôn này. Má ơi, đây mà là một cái con 1 nữa có phải là hũ, có phải gọi là đẹp trai hơn không? Thôi trước mắt thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái gọi là con chẵn đi đã, đúng không? Có gọi là một con 2 cộng 1 này, 2 cộng 1 3, lẻ đúng không? Lẻ, chẵn xỉu, lẻ đi tài này. Chúng ta sẽ lẻ, chúng ta quay lại tài này. Con này chúng ta sẽ vào tổng khoảng là 5 củ đi, 802.000. Đấy, chúng ta bắt đầu giảm cái mức độ đi tiền ở cái phát sau anh em ạ. Bắt đầu giảm mức độ đi tiền phát sau thì nó đẹp hơn, đúng không? Đấy, cứ bình tĩnh mà chơi thôi. Hãy cứ để xem nó chạy theo cái chiều hướng nào, không biết được. Đây, cùng chúng ta nặn này. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái con gọi là 532 luôn này. Má ơi, được đúng hai phát thuận luôn. Thôi không sao cả. Bây giờ chúng ta sẽ lại chuyển qua đạp thôi. Mà bây giờ nhá, chúng ta có một con 3 cộng 2 này, đúng không? Vừa một con lẻ nó vừa về xỉu. Con lẻ này chúng ta quay ngược lại tài thôi. Con này thì chúng ta sẽ rơi vào tầm khoảng là 7 củ anh em nhá. Còn anh em biết ấy, còn nếu mà cái tay này gãy, chúng ta buộc phải đi theo về cái công thức gọi là một đảo một thuận thôi, đúng không? Buộc phải đi theo về một đảo một thuận thôi. Buộc phải đi theo một đảo một thuận. Nhưng mà đấy là nếu mà thua cả hai cái tay này nữa. Không thì chúng ta không phải lo anh em ạ. Không thì không phải lo thêm một cái gì cả. Nó gọi là chẳng cần một ai nữa đấy. Bất kể ai cũng dư thừa đấy. Vốn mình hôm nay có 24 triệu. Tí nữa lại ôn tầm khoảng 15 củ nữa là lên 30 củ ấy mà. Nếu mà gặp kiểu cái chiều hướng gọi là một đảo một thuận này, việc gì mà phải xoắn đâu, có đúng không? Đây, tôi nặng cho anh em xem này. Mà ăn gãy cái tay lúc nãy là hơi cay ấy. Đây, ăn đi.
cuối cùng thì cũng gọi là được hai đảo. Bây giờ này chúng ta sẽ phải giảm xuống mức độ đi tiền số ngay 4+5=9. Mà vừa một con lẻ ở tài đúng không? Lẻ bây giờ chúng ta lại xỉu. Anh em có sợ hai đảo hai thuận nó sẽ gãy thì cả ông sẽ kể là đánh nhỏ đi cho tôi nhá. Con này thì tôi sẽ vào tổng khoảng là 3 triệu thôi, 650.000 thôi. Đấy, chỉ vào đến gần này thôi, không cần là nhiều đâu. Nếu mà cái chiều hướng nước bẫy nó đi thẳng một cái chiều hướng gọi là đảo hay thuận ấy thì có thể là chúng ta sẽ đánh to hơn, đúng không? Nó như thế thì bố ai dám đánh to nữa. Chỉ dám gọi là vô tầm khoảng gần này. Thật ra những cái video clip của tôi ấy không phải là clip nào tôi cũng ăn được to đâu. Chúng ta phải dùng tới mẹo ấy. Tôi cũng giống như kiểu là người thường, giống như kiểu anh em thôi. Có phải gọi là hack hiếp các thứ gì đâu mà có gọi là được thắng thông, đúng không? Thắng thông mấy chục phát ấy, chỉ có những cái thằng nhà cái nó mới làm được thôi. Những cái người thường như anh em mình làm thì đéo nào mà có thể làm như thế, đúng không? Đấy, nói thế cho nó nhanh. Đấy, bây giờ thì cứ thế mà gọi là nặn vào đây này. Cứ thế mà nặn vào đây này. Một giờ nữa, chúng ta lại có một con 4-4-3 này. Đây, anh em thấy không? 3-4-5 này. Gãy luôn ở đây, đúng hai đảo hai thuận này. Bây giờ chúng ta sẽ lại phải về thuận, đúng không? Gọi là lẻ tài là lẻ tài, đúng không? Con lẻ này thì 4+5=9 thì lẻ chúng ta phệt tài ấy. Con này chúng ta sẽ vào tầm khoảng là 8 triệu đi. Đấy, còn nếu mà cái tay này gãy chúng ta lại buộc phải đi theo một đảo một thuận, đúng không? Mà ơi, cứ hai tay gãy liên tục thì chúng ta sẽ phải làm như thế. À, có vẻ gọi là hơi căng đấy nhỉ. Ngày nay có, đấy anh em thấy không, có phải là ngày nào tôi cũng thắng thông được đâu. Quan trọng là phải dùng tới mẹo, đúng không ạ? Biết được hai đảo hai thuận thì nó kiểu là có tay thắng tay được, nhưng mà chúng ta phải giảm cái mức độ đi tiền. Lúc nãy mà đi bằng tiền kiểu là cái tay vừa cái tay lúc nãy đi ấy, có khi là trả được cái gì luôn thật sự. Đấy, nên là nếu mà ăn được cái tay này ấy thì các ông sẽ lên được tầm khoảng là hơn 30 củ, đúng không? Tôi sẽ lên được hơn 30 củ, gọi là ngon ăn ngay. Đấy, còn bây giờ cứ thế mà nặn đi này. Cứ thế mà nặn đi này. À, tôi sẽ nặn anh em xem. Đây, được chưa? Như này có cần nặn nữa không anh em? Được chưa? Đấy, bây giờ thì mình lãi là tầm khoảng là 7-8 triệu rồi. Ngon ăn rồi, cần gì mà phải gọi là chơi tiếp, đúng không? Như này ấy, tôi bảo rồi, những cái video clip anh em không nhất thiết anh em phải chơi đến tầm khoảng 10 phút đâu. Đến tầm này anh em nghỉ cũng được, thật sự. Đấy, ok, cái clip của Cao Huyên game bài đổi thưởng hôm nay xin khép lại ở đây. Xin chào anh em và hẹn gặp anh em ở clip tiếp theo của mình anh em nhé.